Em bé ở đây của mình à? Vâng. Có đấy sao ở đây của mình? Không có gia đình ở đây. Thế à? Thế em bé có gì ăn không? Không. Không có. Thế đi, mọi hôm ăn cái gì? Đi bắt cá. Đi bắt cá? Vâng. Thế có được cá không? Được, ít nhưng đủ một mình ăn. Thế không, ngày nào không đi bắt cá? Vâng. Có hôm không được. Thế thì hôm không được ăn cái gì? Đi bắt cá. Gửi tiền về không? Không. Không á? Thế có đi chặt chuối với cô không? Không. Không á? Thế không thì lấy cái gì ăn? Không. Bây giờ muộn rồi ấy. Cô đi tìm đồ ăn à? Không. Nhịn. Có đói không? Đói. Thế tối mà mình ngủ đây có sợ sấm mưa gì không? Ờ. Có. Thế vẫn ngủ ở đây. Không có điện luôn. Không. Ngồi đây nhé. Vâng. Đây thì con đi chân.
vắng mặt hay là cô nó lại đây không? Cô đi theo cháu. Cô người nghỉ ở đây tắm trước đỡ một tí. May quá có con ở đây, nếu mà không có con thì cô không biết làm sao. Cô có khát nước không? Nhưng mà nước không có, chỗ cháu không có nước. Thôi cô không cần đấy, con đi lấy hộ cô cái củi ở bên kia về nhé. Vâng, cô vẫn tạm nghỉ ở đấy nhá. Ừ. Có mệt không con? Đẹp trai thế. Sao cô lại mang em bé về đây làm? Thì nhà nhà cô ở đâu? Nhà cô ở ngoài kia. Nhà cô ở xa đó. Má ở ngoài kia. Thế cô ngồi ở đây nghỉ tí, cháu đi bán hộ cô. Thế cô cảm ơn cháu nhiều nhé. Vâng. Em bé nóng thương thế. Em bé nóng ấy. Đấy em có đi theo anh bán bán không? Có. Thế đi đi. Thế con đi theo anh đi bán nhé. Có nặng không? Có. Thế em cầm hộ cái cây này hộ anh. Thank you.
nhỏ một đoạn. Mua hộ cháu một cây. Đó. Cháu ăn rẻ. Cây bao nhiêu? Cây 10.000. Cây 10.000 bạn biết cây đấy. Cây này to mẹ cháu lấy 10.000 thôi. Thế cái này cháu bán cho chú 10.000 cũng được. Một cây. Tiền. Cháu ơn chú. Đi nha. Bán 10.000 á? Vâng. Cái này bé lắm, 10.000 không bó đâu. Không mua thì... Mua bán là rẻ tí nữa cô lấy hết. Không, 10.000 là mình không mua thì sang cho khác mua. Thôi, bán rẻ rẻ tí nữa cô kia... lấy hết luôn 2 cây. Cái cây kia tôi bán 50.000 lấy rẻ cho ông kia này. Cái này 2 cây này bán rẻ cho cô lấy hết nhá. Vâng. 20.000 nhá. Vâng. Đấy cũng được. Đây, cô là cho thêm 1.000. Hai đứa đi mua cái gì ăn nhá. Vâng. Chào cảm ơn ông. Vâng.
anh sẽ đi bán đồ về rồi à? Vâng. Mệt không? Mệt. Có. Thế thì vào đây, vào nghỉ ngơi. Lại. Ngồi xuống. Ôi, ngoài tiền thường, cảm ơn cô ấy. Ừ, cô cảm ơn nhé. Vâng. Thế bà uống sữa đi. Ừ, à, mẹ à. Con ăn đi, con chia cho anh nhé. Cô còn đỡ. À, cái lần này. Không? Cô đỡ hơn rồi. Vâng. Hai cầm một này. Con được. Rồi. Mẹ mẹ. Thế con điều gì? Mẹ ăn đi, chia cho anh đấy. Con chia cho anh nhé. Con chia cho anh nhé. Ngon con. Ngon con. Ngon. Ngon. Lấy con ăn đi, con ăn nữa đi này. Lấy tông. Sao con nóng chứ nên con đi phần suối. Nóng à? Bây giờ cô đỡ hơn rồi, bây giờ cô với em đi về nhé. Vâng. Con ở đây với mình nhé. Con có sợ không? Có. Hay là sợ đi về với cô? Mình đỡ hơn mình đi về, mình đỡ hơn mình đi về. Mẹ ơi, mẹ xin cho con tắm ạ. Thì nếu mình về nhà mình tắm. Mẹ đến nhanh nhé. Cô thấy cô về à? Ừ, cô đi về. Cô đỡ hơn mình. Sao không ở đây mấy hôm xong mới về? Bây giờ cô đi về, bây giờ nhà cô còn trâu với bò ấy, không có ai ở nhà ấy, nên giờ cô phải đi về. Vâng. Con ở đây nhé. Vâng. Sao không khác cô lại vào? Vâng. Thế không khác cô lại vào nhá. Ừ, không khác cô lại vào. Đây, con cầm bánh với sữa ở đây uống nhá. Cô ở đây ngoan nhá. Vâng. Ở đây làm gì làm cẩn thận nhé, cô đi về nhé. Vâng. Con chào anh xong mình đi về thôi. Em chào anh. Không khác em lại vào. Anh chào cô, vào. Con chào cô. Ở đây ngoan nhé. Vâng. Cô về cẩn thận nhé cô. Ừ, cô đi về đấy nhé. Vâng. Ở đây nhé. Vâng.